Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cây chổi quét nhà là một vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Người ta thường nói, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cây chổi có thể giúp bạn dọn dẹp căn nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu. Tuy nhiên, loại đồ gia dụng này cũng có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy mà không phải ai cũng biết về nó. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay để có thể hiểu thêm những thông tin, ý nghĩa về phong thủy, về vị trí đặt chổi. Bởi nếu gia chủ không chú ý thì rất có thể tiện tay quét ngay tài lộc ra khỏi nhà. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông tin mới nhất của kênh. Hai vị trí thích hợp nhất được các chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt chổi ở phía sau nhà và ở ban công, bởi nó vừa không ảnh hưởng đến vượng khí của cả gia đình, lại vừa kín đáo, lại sạch sẽ và vệ sinh. Đây là hai vị trí thích hợp nhất để cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Chổi quét nhà quét đi bụi bẩn nên bản thân nó cũng mang theo khí xấu. Nếu để sau nhà hoặc ban công thì sẽ tránh bớt được ảnh hưởng của nó tới vận khí của cả căn nhà. Hơn nữa, chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo phía sau nhà cần có tác dụng bảo vệ an toàn cho gia chủ, giữ cho những kẻ quấy rối hoặc kẻ xấu muốn nhòm ngó tài sản nhà bạn ở bên ngoài, không thể xâm nhập vào làm hại những người sống trong nhà. Khi ấy, gia đình bạn sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp chúng ta an tâm sinh sống và làm việc. Ngoài chú ý đặt chổi ở hai vị trí trên, các bạn cũng nên quan tâm hơn những vị trí chổi không được đặt, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy, chọc giận thần linh, quét sạch tiền bạc, tài lộc và may mắn của gia đình bạn. 1. Không đặt chổi ở phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần, tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách, thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể bám theo người sống trong nhà. Những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của gia chủ bị sa sút. 2. Không đặt chổi hai bên cửa ra vào. Nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy? Đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào, theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe, cũng như khiến cho tài lộc khó lòng tích tụ. 3. Không đặt chổi trong nhà vệ sinh. Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi kém sạch sẽ nhất trong nhà, nên thường đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong, chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề tưởng tượng. Chính vì thế, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh. Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình mà thấy ngay cây chổi quét nhà hoặc chổi lau nhà hay bất cứ dụng cụ vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Đặc biệt, để chổi trong phòng ăn hay phòng bếp càng là điều đại kỵ, bởi nó sẽ quét sạch cơm gạo, nguồn sống của gia đình, khiến cho tài lộc sa sút, vận trình gia chủ ngày càng đi xuống. 4. Không đặt chổi trong phòng ăn, phòng bếp. Một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp là đại diện cho nữ chủ nhân của gia đình, và nếu đặt chổi trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của vị nữ chủ nhân này. Không chỉ vậy, bếp còn là nơi chúng ta để thức ăn, còn chổi lại mang nhiều bụi bặm, vi khuẩn. Do đó vi khuẩn và chất độc hại cũng rất dễ phát tán vào thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình. 5. Không nên sử dụng chổi cùn và hòng.
Một điều khác cần lưu ý là nên thường xuyên thay chổi nếu thấy chúng cùn và hỏng. Chổi cùn, hỏng không chỉ ẩn chứa nhiều vi khuẩn, bệnh lây nhiễm mà còn tượng trưng cho sự nghèo nàn, thiếu sức sống. Nếu không muốn tình hình tài chính trong gia đình sơ sát như chiếc chổi cùn, hay loại bỏ chúng ra khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Một chiếc chổi được chăm chút, thay thế thường xuyên sẽ góp phần tạo nên một ngôi nhà thực sự sạch sẽ. Đó cũng là điều tiên quyết khi bạn muốn đón vận khí, tụ tài lộc trong nhà. 6. Lưu ý khi sử dụng chổi. Không nên quét từ trong ra ngoài mà phải quét từ ngoài vào trong. Bởi theo người Trung Quốc, ta không bao giờ nên sử dụng chổi để quét ra ngoài ở phía trước cửa của cửa hàng. Người ta phải luôn luôn quét vào bên trong, từ cửa chính và sau đó quét dần ra phía cửa sau của nhà hàng với ngụ ý tránh quét đi tất cả may mắn của ngày hôm đó. Trong thực tế, chúng ta nên luôn lưu ý rằng, theo truyền thống, mặt trước của ngôi nhà là nơi may mắn đi vào và mặt sau của ngôi nhà là những điều xấu đi ra. Bởi vậy, theo phong thủy, tốt nhất nên quét dọn theo hướng từ cửa chính ra phía sau để không tiện tay quét luôn cả tài vận. Quý vị thân mến, cũng giống như chổi, thùng rác cũng bị coi là vật dụng dơ bẩn. Việc đặt thùng rác ở đâu cũng được, miễn sao cho thuận tiện và không quá khó coi là được. Tuy nhiên, mọi người lại không hề biết rằng, việc đặt thùng rác quá tùy tiện chính là nguyên nhân khiến cho họ mãi nghèo khó. Thậm chí trong phong thủy nhà ở, thùng rác còn là một vật dụng chứa nhiều ế khí, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ. Vì vậy, nếu đặt sai chỗ, nó sẽ đem lại vận xui cho cả nhà. Trong nội dung tiếp theo, kênh Phong thủy Gia Cát xin đưa ra một số ví dụ phong thủy bạn nên đặt thùng rác mang đến tài lộc và may mắn cho bạn và gia đình. Bên cạnh đó, kênh Phong thủy Gia Cát cũng chia sẻ những vị trí mà nhiều người thường mắc phải sai lầm, khiến vận xui rủi cứ bám giết theo bạn và mọi người trong gia đình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Nên đặt thùng rác ở đâu? Vị trí đắc địa để đặt thùng rác là hướng Đông Nam, nhưng phải lệch về hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc. Lệch về hướng Tây, hướng Đông Bắc, lệch về hướng Bắc và hướng Đông Nam, lệch về hướng Nam. Trong phong thủy nhà ở, bốn vị trí trên được cho là tốt nhất để đặt thùng rác, bởi những thùng rác ở đây sẽ không phạm đến những phương đại diện cho cung điền trạch. Đặt ở những hướng này không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến gia chủ và mọi thành viên trong gia đình. Không nên để thùng rác ngay cửa chính của nhà ngăn chặn thần tài vào nhà. Khi bạn để thùng rác ngay cửa chính vào nhà mình sẽ khiến thần tài khó vào nhà. Bạn đừng bao giờ để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như rác thải trước cửa nhà vì sẽ ảnh hưởng tới vận may của cả gia đình. Cửa nhà chính là một vị trí quan trọng giúp hút vận khí tài lộc vào trong nhà. Khi cửa nhà hợp phong thủy gia chủ an yên, ngược lại nếu để những vật như thùng rác, túi rác, mọi thứ bị đảo lộn, không theo ý muốn, công việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, phạm phong thủy. Không nên để thùng rác ở bên cạnh bàn làm việc. Phong thủy phòng làm việc nhấn mạnh rằng cả hai bên của bàn làm việc đều là vị trí của thanh long, là vị trí của quý nhân. Nếu đặt thùng rác vào vị trí này sẽ mạo phạm tới quý nhân. Đây là một lỗi phong thủy khiến bạn luôn gặp trục trặc trong công việc, khó tiến xa hoặc phải chật vật để đạt được những mục tiêu của mình. Không nên đặt chính giữa hướng Tây Nam. Xem phong thủy nhà cửa nói chung, nhận thấy phía Tây Nam ảnh hưởng trực tiếp đến những người phụ nữ còn độc thân. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam đại diện cho vị trí và sự nghiệp của những người mẹ nên tuyệt đối phải tránh xa vị trí này. Do đó, khi đặt thùng rác ở vị trí hướng Tây Nam, người phụ nữ có gia đình sẽ rơi vào cảnh vợ chồng bất hòa liên tục, công việc không tiến triển, còn người độc thân thì tình duyên lận đận, khó tìm được ý chung nhân. Không nên đặt chính giữa hướng Tây Bắc. Theo phong thủy nhà ở, hướng Tây Bắc là hướng của tài lộc, công danh của gia chủ. Nếu đặt thùng rác ở hướng này, mọi việc đầu tư, kinh doanh cũng chỉ hao tốn tài của mà không mang lại chút lợi nhuận nào. Đặt thùng rác ở hướng Tây Bắc, gia chủ đã tự triệt tiêu đường đi, tài lộc, công danh của chính mình. Không nên đặt chính giữa hướng Đông Bắc. Phong thủy học cho biết hướng Đông Bắc được xem là hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác, bởi hướng này biểu tượng cho hóa khí của gia đình. Nếu đặt thùng rác ở đây, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, con cái khó bảo, gia đình luôn trong cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt, sẽ dẫn đến vợ chồng ngoại tình. Bên cạnh đó, hướng Đông Bắc đại diện cho người kế thừa sản nghiệp trong gia đình. Đây là hướng đắc địa dành cho con trai trưởng.
Chính vì vậy, thùng rác mà đặt ở vị trí này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến những người thừa hưởng sản nghiệp, có thể làm giảm ý chí của họ, khả năng suy giảm, tài lộc theo đó mà tiêu tan. Tuyệt đối không nên đặt trong phòng khách. Thông thường mà nói, cả ngôi nhà mà chỉ dùng 1 đến 2 thùng rác, đôi lúc lại bất tiện và chuyện đặt thùng rác trong phòng khách gần như là rất cần thiết. Song phòng khách cũng được xem là nơi tài vận hội tụ thứ hai trong nhà, nên việc đặt thùng rác phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn không nên đặt thùng rác ở vị trí tài lộc, đường chéo từ cửa ra vào đến góc tường phía trong phòng. Chẳng hạn, nếu bạn đặt thùng rác quá gần bộ ghế sofa hay tủ trưng bày ly tách, những nơi này thường liên quan đến các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi, thì rác thải và uế khí từ thùng rác sẽ dẫn đến vi khuẩn sinh sôi và truyền nhiễm bệnh tật cho con người. Ngoài ra, thùng rác là vật chứa rất nhiều chất bẩn, nên trường khí của nó phát ra rất dễ làm nhiễu trường khí tốt xung quanh con người, khiến chủ nhân dễ rơi vào tâm trạng bất an, thể chất suy nhược và thường xuyên mắc bệnh. Dùng thùng rác không có nắp. Thùng rác có nắp tốt hơn loại lộ thiên rất nhiều, vì khi toàn bộ rác thải được đóng kín, tà khí, ám khí không bị bay ra ngoài, chưa kể mùi hôi thối không bị thả rông, sẽ tạo ra không khí dễ thở cho tất cả mọi người xung quanh. Hạn chế đặt nhiều thùng rác trong nhà. Đặt quá nhiều thùng rác trong nhà cũng khiến cho những uế khí từ thùng rác sẽ tích tụ thành sát khí, từ đây ra vận bất an, tiền tài hao tán. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.